Lô, các bạn nghe rõ không các bạn? Dạ nghe anh ơi. Chiều nay mình đi ba bài các bạn ha. Tiếp theo cái phần chủ đề thận, mình đi bài rối loạn điện giải. Rồi mình học một bài đầu tiên của trong cái phần ngộ độc, tức là ngộ bộ phân cơ. Vấn đề rất rối loạn nước điện giải là một vấn đề rất thường hay gặp ở hồi sức. Thì bệnh nhân hồi sức thì người ta đang có bệnh sẵn trong người, người ta không có khả năng để điều tiết cái lượng uống vào người ta nữa, chủ yếu là phải dựa vào cái khả năng nuôi ăn của mình. Rồi ngoài ra người ta sử dụng dịch truyền, thuốc vân vân, những cái nguồn nhập. Bên cạnh những cái nguồn nhập sẽ có những nguồn xuất, thì nếu như không giữ được cân bằng giữa xuất và nhập thì rất có thể bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng thường là thiếu dịch. Thì mình thấy trong hồi sức người ta có cái băng cạc ở đầu giường để mà ghi xuất nhập bệnh nhân rất là rõ, rất là kỹ, để người ta giúp sao cho bệnh nhân duy trì được cái tình trạng ổn định cái lượng dịch. Mà cái thứ hai nữa là điều chỉnh điện giải cho bệnh nhân. Thì mình đi đến những cái rối loạn nước điện giải chúng ta thường hay gặp nha. Thì đây nói về điện giải thì mình có hai cái ion mà chúng ta hay quan tâm nhất là natri và kali, bởi vì theo người ta hai ion này liên quan tới sự sống của chúng ta ha. Nếu như kali thì mình đã biết nó liên quan rất nhiều tới tim, thì natri nó lại liên quan rất là nhiều tới não, bởi vì nó ảnh hưởng đến phần lớn tới áp suất thẩm thấu của máu chúng ta. Mình đi trực tiếp vào bài này, mình sẽ tìm hiểu rõ hơn. Thì cái này nhắc lại không trước cái phần mấy cái phần có trong kiến thức sinh lý bệnh rồi thì anh lướt qua nha. Mà nó sắp có sinh bệnh thì dịch chúng ta nó có chia làm hai khoang các bạn ha, là khoang nội bào, loại thay vị trí là nội bào và ngoại bào ha. Để trong khi vị trí nội bào thì là trong tế bào rồi, còn ngoại bào chúng ta sẽ có dịch ở trong lòng mạch và dịch ở khoang nhân bào. Đối với nam và nữ thì cái lượng dịch chúng ta nó sẽ khác nhau ha. Như nữ là 50% là có thể là nước, còn ở nam thì khoảng 60%. Cái này kiến thức này sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta tính cái lượng dịch xuất nhập, loại lượng dịch để mà bù cho bệnh nhân khi mà chúng ta cần phải bù nước cho bệnh nhân. Ví dụ công thức bù natri hay là bù nước gì đó thì mình sẽ dựa vào phần trăm nước trong cơ thể thì mình tính ra cái tổng lượng nước trong cơ thể của bệnh nhân. Đây là cái sơ đồ để điều hòa nước. Thì chủ yếu mình nhớ lại là nhờ vào vai trò của ADH. Khi mà cơ thể chúng ta thiếu nước thì ADH sẽ được tiết ra nhiều để tăng tái hấp thu nước tại ống thận, giúp cho cơ thể chúng ta nó tiết kiệm nước và hạn chế cái lượng nước bài xuất ra ngoài nước tiểu. Còn khi mà cơ thể chúng ta thừa nước thì thận não chúng ta sẽ giảm tiết ADH, và khi đó thì thận sẽ tăng thải trừ nước. Chính cái cơ chế mình trong việc điều hòa tiết ADH là cơ chế chính giúp ta duy trì cái lượng nước trong cơ thể một cách ổn định. Thì mỗi ngày chúng ta nhập vào khoảng 2.600 ml các bạn ha, và mất qua các đường như nước tiểu, hô hấp, qua da, qua phân. Và mình lưu ý thêm một cái nữa là khi bệnh nhân sốt, thì một khi bệnh nhân sốt thì mỗi nhịp mỗi một độ bệnh nhân sốt á, ví dụ bệnh nhân 38 độ thì bệnh nhân sẽ mất thêm một ngày là 500 ml nước, còn 39 độ là mất ngày thêm 1.000 ml nước, bởi vì một độ tăng lên á là sẽ mất thêm 500 ml nước các bạn ha. Do đó các bạn tính nước xuất nhập cho bệnh nhân thì nhớ lưu ý một yếu tố là nhiệt độ, hay mình thường hay quên cái này. Rối loạn nước thì mình sẽ có hai dạng là mất nước và giảm thể tích hoặc là tăng thể tích. Thì cái này mình đọc là cái phần sinh lý bệnh ha. Này. Này. Về triệu chứng á, thì khi mà lượng nước trong cơ thể chúng ta mất ở các tỷ lệ khác nhau á thì nó sẽ gây những cái biến chứng, những cái triệu chứng cho bệnh nhân. Thì những dấu hiệu chung của tình trạng mất nước chúng ta sẽ có là như bệnh nhân còn tỉnh táo thì bệnh nhân sẽ có dấu hiệu là bệnh nhân khát, rồi da khô nè, rồi mình vé da bệnh nhân thì nếp vé da nó mất chậm ha. Rồi một số dấu hiệu khác ví dụ như bệnh nhân có hạ huyết áp tư thế nè, bệnh nhân có huyết áp kẹp nè, là bệnh nhân có mạch nhanh. Đó là những dấu hiệu gián tiếp cho chúng ta thấy là bệnh nhân bị mất nước. Còn những dấu hiệu trực tiếp chúng ta thấy ví dụ như da khô này, khát nước nè. Thì tùy theo cái lượng nước bệnh nhân mất á, thì người ta chia làm ba mức độ là nhẹ, vừa và nặng. Thì tương đương với lại lượng nước dưới 5% cái khối lượng cơ thể á, thì chúng ta sẽ có nước lượng nước đó là mất, đó là mất nước ở mức độ nhẹ. Thì ở mức độ này chúng ta sẽ có cái dấu hiệu như là da nhăn nè, mắt lõm. Đối với trẻ em thì nó có còn thớp chưa đóng thì sẽ có dấu hiệu là thớp lõm rồi. Ngoài ra thì mình sẽ thấy có niêm mạc khô.
Còn nếu như mà bệnh nhân mất từ 5 đến 8% tổng lượng nước trong cơ thể á, thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân bắt đầu có tình trạng hạ huyết áp tư thế nè, bắt đầu có tình trạng tiểu ít đi, và bệnh nhân sẽ có huyết áp kèm nhịp tim nhanh, là những biểu hiện bù trừ của hệ tuần hoàn khi mà lượng thể tích dịch trong cơ thể giảm xuống. Và đến khi lượng nước nằm mất đi trên 10% á, thì bệnh nhân sẽ có dấu hiệu của sốc nè, bệnh nhân sẽ có tình trạng rối loạn tri giác, tiểu ít, và bệnh nhân sẽ bị dấu hiệu yếu lả người. Nên thì đây là những dấu hiệu bị triệu chứng của bệnh nhân bị giảm thể tích tùy theo cái lượng nước trong cơ thể. Thì một số cận lâm sàng giúp chúng ta chẩn đoán nguyên nhân cũng như là đánh giá tình trạng thể tích của bệnh nhân. Khi bệnh nhân có tình trạng giảm thể tích, chúng ta nghi ngờ, chúng ta làm một số cái xét nghiệm. Đầu tiên là chúng ta xét nghiệm công thức máu, thì mình sẽ thấy bệnh nhân giảm thể tích thì sẽ có tình trạng cô đặc máu, nên mình sẽ thấy là hemoglobin HCT nó sẽ tăng. Ngoài ra tình trạng thiếu dịch nó có thể dẫn đến tình trạng tổn thương thận cấp, gây tăng creatinine và gây tăng cái ure máu. Thì nếu như tình trạng mất dịch này là cấp tính á, thì mình sẽ có chỉ số bun trên creatinine ở trong nước tiểu á, tức là chúng ta xét nghiệm bun tức tiểu và creatinine nước tiểu thì thường là trên 20. Còn nếu như mất nước ngoài thận á, thì chúng ta sẽ thấy là xét nghiệm natri trong nước tiểu sẽ có cái lượng natri là dưới 10 mmol trên lít, theo là 10 mét trên lít. Thì mình biết á, là khi mà bệnh nhân mà giảm thể tích thì cơ thể chúng ta cái cơ thể chúng ta nó sẽ có xu hướng là nó sẽ tái hấp thu nước lại, đúng không các bạn? Giảm thể tích mà thì thận tái hấp thu nước, thì việc khi mà tái hấp thu nước muối nước đó thì cái lượng nước trong nước tiểu á, vì trong nước tiểu nó sẽ thấp xuống và lượng natri nó cũng thấp xuống luôn. Thành ra khi mà bệnh nhân mất đi thể tích, giảm thể tích mà lượng natri trong nước tiểu nó thấp thì chứng tỏ là không phải là tổn thương tại thận, còn ngược lại là tổn thương này xảy ra ở thận. Nó kỹ hơn cái này xíu ha, tức là khi mà mình bị mất nước á, thì cơ thể chúng ta sẽ tăng ta hấp thu muối nước, vì thế cái lượng nước tiểu sẽ ít và natri nó cũng ít luôn. Vì thế mà chúng ta xét nghiệm natri trong nước tiểu mà thấp hơn dưới 10 mét trên lít thì chứng tỏ là cái tổn thương này là ở ngoài thận, tức là thận nó còn hoạt động tốt. Còn nếu như mà mình đang bị mất nước thì thay vì cơ thể thận nó sẽ tái hấp thu muối nước, nó lại đi thải muối nước bình thường, thì khi đó chúng ta sẽ thấy là natri trong nước tiểu sẽ nhiều. Thì khi đó mình biết là cái tổn thương này nằm ở tại thận. Còn nếu như natri nước tiểu thấp là tổn thương tại ngoài thận, tức là tại các cơ quan khác gây mất nước. Để điều trị giảm thể tích thì chúng ta chủ yếu là điều trị bù dịch và điều trị nguyên nhân. Thì mình biết là điều trị giảm thể tích thì chúng ta bù dịch là điều trị cái ngọn của nó, và sau đó chúng ta điều trị những cái gốc là nguyên nhân gây mất thể tích. Thì thật sự là điều trị một tình trạng mất thể tích đó thì nó cũng không quá khó các bạn. Thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta tìm nguyên nhân. Bù thể tích thì dễ rồi, khi chúng ta tìm nguyên nhân thì tìm dựa trên một số các cái dấu hiệu khác để chúng ta biết coi nghĩ tới những nguyên nhân nào gây tình trạng giảm thể tích của bệnh nhân. Còn thừa thể tích thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nguyên nhân, ví dụ như cho tình trạng ứ động natri hay do tình viêm cầu thận, hay là tăng tái hấp thu natri quá mức làm cho giữ muối nước, hoặc là bệnh nhân bị suy thận này, hội chứng CON hay là Cushing, hay là hội chứng SIADH. Hội chứng này thường hay gặp ở những một số bệnh lý, ví dụ như bệnh nhân có tổn thương não, u não, hay là bệnh nhân có bệnh lý ác tính ung thư, thì đó bệnh nhân sẽ có một số biểu hiện là bệnh nhân tiết ra ADH quá nhiều dẫn đến tái hấp thu nước nhiều, và bệnh nhân có tình trạng là thừa thể tích. Còn các nguyên nhân khác, ví dụ bệnh nhân có tình trạng suy tim nè, và bệnh nhân có giảm áp lực keo trong số một số bệnh lý bị mất albumin, ví dụ hội chứng thận hư, bệnh nhân bị suy gan, hay là bệnh nhân suy dinh dưỡng, hoặc là tình huống mà bệnh nhân bị mất protein trong các bệnh cảnh viêm hay là dị ứng, hoặc là tắc mạch do dung chỉ. Về triệu chứng của tình huống thừa thể tích đó, thì mình sẽ có bệnh nhân có tình trạng phù ha. Mình biết thừa thể tích thì sẽ có hai dạng là thừa thể tích mà có tăng tuần hoàn hữu hiệu, và dạng thứ hai là thừa thể tích mà không tăng tuần hoàn hữu hiệu, tức là dịch nó sẽ thoát ra ngoài mô kẽ hoặc là nằm trong nội bào, và thường là nằm trong mô kẽ là nhiều, và khi nằm trong mô kẽ nhiều thì nó sẽ gây tình trạng phù.
Phù này thì mình sẽ chia làm hai phần là phù trung ngoại vi và phù trung tâm. Thì nếu như phù ngoại vi thì chúng ta sẽ có ví dụ như mình nhân phù ở mắt nè, ở tay chân, hay là phù ở những cái vị trí khác, ví dụ như phù phần thấp. Ví dụ như bệnh nhân nằm, mình thấy bệnh nhân nằm hồi sức lâu ngày á, thì cái phần ở hai bên hông người ta đó là phần thấp, mình ta nằm theo trọng lượng á, thì nó lại sẽ ứ nước ở đó mà nó gây phù ha, thường là phù vùng thấp. Thì ngoài những cái phù ngoại biên đó, nó sẽ có phù trung tâm là phù phổi. Thì những biểu hiện đầu tiên của bên cạnh phù của bệnh nhân mà có thực thể tích đó, thì mình sẽ có tình trạng là nhịp tim tăng nhanh và mình sẽ thấy áp lực tĩnh mạch cảnh cũng cao. Nếu tình trạng phù này nặng hơn, thời tích nặng hơn, thì mình có thể gặp những tình huống là bệnh nhân thời tích lâu ngày quá, hoặc là tình thời tích nhiều quá, thì có thể cái tình trạng suy tim phải nè, và bệnh nhân có tràn dịch đa màng, bệnh nhân có dịch ổ bụng nha. Nặng nữa thì cái tình trạng suy tim phải dẫn đến suy tim trái luôn, và bệnh nhân có thể kéo theo là tình trạng phù ở cấp. Đó là cái các cái vấn đề liên quan tới thừa và thiếu thể tích, thì cái này cũng đơn giản thôi, các bạn về đọc thêm. Mình đến hai cái phần nó tương đối phức tạp hơn một xíu, đó là rối loạn natri và rối loạn kali. Thì mình biết natri máu nó ảnh hưởng rất là lớn tới áp suất thẩm thấu, nó là cái ion chủ yếu để duy trì áp suất thẩm thấu của máu. Thì bình thường nồng độ natri của chúng ta là 135 tới 145 mmol trên lít, và chính sự duy trì của nồng độ natri ổn định nó sẽ dẫn đến duy trì áp suất thẩm thấu ổn định ở khoảng là 275 tới 295 mmol trên kg. Thì giá trị bình thường của natri là 135 tới 145, nên khi mà natri dưới 135 gọi là tình trạng hạ natri máu, còn khi mà tăng trên 145 là tình trạng tăng kali máu, là tăng natri máu. Đầu tiên mình tìm hiểu cái bệnh cảnh là tăng natri máu, thì nãy như mình đã nói nãy rồi, khi mà natri trên 145 là tình trạng tăng natri máu, và so với hạ natri máu thì tăng natri máu sẽ ít gặp hơn, nên mình thường gặp tình trạng hạ natri máu nhiều hơn. Cái này mình đi lâm sàng mình cũng thấy rồi, đa số là hạ natri máu là nhiều. Về nguyên nhân tăng mà hạ natri máu thì mình nhớ lại cái phần này hôm trước anh cũng đã nói rồi. Natri đó là một cái ion ngoại bào và ảnh hưởng rất là lớn, tổng độ nó ảnh hưởng rất là lớn bởi cái lượng dịch ở ngoại bào. Thành ra khi mà lượng dịch nó thay đổi thì nồng độ chất chất tan, tức là lượng độ của natri đây mình cũng đề cập tới, thì nó sẽ thay đổi theo. Nên nếu như cùng một cái lượng dịch trong cơ thể mà natri là cùng lượng natri trong cơ thể mình lượng dịch nó tăng lên á, thì mình sẽ có hạ natri máu. Còn nếu như lượng natri vẫn bình thường mà cái lượng dịch thấp xuống thì lại gây tình trạng tăng natri. Ra chúng ta lưu ý là natri thì nó gắn liền rất là nhiều với dịch ngoại bào, nên thật sự để đánh giá tăng hoặc là giảm natri máu để tìm ra nguyên nhân cũng như điều trị cụ thể thì nó sẽ tương đối khó hơn so với kali. Và tăng giảm natri máu là một trong những vấn đề mà hay gặp ở trong hồi sức, nhưng mà nó cũng là một vấn đề rất là thách thức. Để có đủ các xét nghiệm cho chúng ta đánh giá hết tất cả thì rất là khó. Ví dụ sau này mình lát nữa anh sẽ đề cập tới những cái vấn đề, ví dụ như là mình xét nghiệm áp suất thẩm thấu máu trực tiếp, mình xét nghiệm cái nồng độ natri trong nước tiểu vân vân, thì có thể là một số ở cái những cái nơi mà bệnh viện sẽ không có các cái xét nghiệm này. Thành ra giúp chúng ta đánh giá natri một cách chính xác hoàn toàn thì rất là khó, cần phải đủ rất là nhiều cái xét nghiệm khác nhau. Về một số nguyên nhân gây tăng natri máu thì mình gặp những tình huống bệnh nhân bị được truyền natri bị kẹt ha, thì có thể tăng natri máu nè, bệnh nhân nuôi ăn mà những dịch u trương nè, bệnh nhân bị ngạt nước mặn, tức là bệnh nhân bị uống có nhiều nước biển đó các bạn, và bệnh nhân sử dụng thuốc sổ của u trương, hoặc là bệnh nhân bị cường aldosterone. Còn những tình huống mất nước, tức là lượng natri vẫn bình thường nhưng mà bệnh nhân bị mất nước, thì mình có mất nước qua thận, mất nước ngoài thận nha. Thì mất nước qua thận gặp những tình huống ví dụ như là tiểu quá nhiều, và bệnh nhân có quá nhiều các chất gây tan làm cái tình trạng nội tiết thẩm thấu, ví dụ bệnh nhân có tăng đường huyết nè, rồi bệnh nhân có tình trạng đái tháo nhẹ. Mất nước ngoài thận thì mình gặp trong mất nước qua da, mất nước qua đường tiêu hóa và đường hô hấp. Thì những nguyên nhân nào gây nhập lượng natri vào trong cơ thể quá nhiều hoặc là làm mất nước đi, tức là mình biết nồng độ natri là bằng natri chia cho tổng lượng dịch trong cơ thể, mà ví dụ như mà muốn để natri nó tăng thì
Một là lượng natri đưa vào trong cơ thể tăng lên, còn hai nữa là lượng dịch nó sẽ giảm xuống ha. Thành ra mình sẽ có hai nhóm chính gây tăng natri máu là bệnh nhân bị mất dịch hoặc là bệnh nhân bị tăng natri nhập vào trong cơ thể. Natri máu nhân đã nói hồi nãy nó ảnh hưởng tới rất lớn tới cái nồng độ thẩm thấu của máu, vì thế nó sẽ ảnh hưởng tới cái tế bào não của chúng ta. Mình biết là khi mà nồng độ thẩm thấu của máu tăng lên hay hạ xuống á, thì nó sẽ trước cái nó sẽ tạo ra sự chênh lệch với lại nồng độ natri áp suất thẩm thấu ở trong dịch não tủy. Ví dụ như khi mà lượng natri hoặc là áp suất thẩm thấu ở trong máu nó tăng lên, thì khi đó áp suất thẩm thấu ở trong dịch não tủy hay là trong cái tế bào não á, nó sẽ bị thấp hơn so với áp suất thẩm thấu trong máu, và khi đó tế bào não nó sẽ bị mất nước, gây tình trạng là teo cái tế bào não. Còn nếu như mà áp suất thẩm thấu trong máu nó thấp hơn so với áp suất thẩm thấu trong dịch não tủy, thì khi đó các tế bào não nó sẽ lại hút nước vào nhiều hơn, mà sẽ làm cho tế bào não bị phù, tình trạng phù não. Nên tình trạng tăng hay giảm natri máu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tế bào não của chúng ta. Lâm sàng của tình trạng tăng natri máu thì mình sẽ có các triệu chứng về thần kinh, chủ yếu là tùy theo mức độ tăng nhanh hay là chậm, tùy theo tăng mãn tính hay là tăng cấp tính nha. Thì mình đi lâm sàng mình sẽ thấy những tình huống mà bệnh nhân có thể tăng natri máu rất là cao nhưng mà bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng nào hết, hoặc là những một số bệnh nhân ngược lại lại tăng natri máu ít thôi, biểu hiện lâm sàng rất là rầm rộ, bởi vì cái đó là tình trạng cấp hay là mãn tính nó sẽ quyết định rất là nhiều tới cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân. Những cái tình trạng mà diễn ra cấp tính đó thì thường là bệnh nhân sẽ có một dấu hiệu nó sẽ rầm rộ hơn. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là liên quan tới việc là bệnh nhân bị mất nước trong tế bào não, gây teo tế bào não. Thì mình sẽ có những tình huống mà bệnh nhân nặng nề hơn, bệnh nhân có thể gây tình trạng xuất huyết não hay là xuất huyết dưới nhện do cái tế bào não nó bị teo lại. Và các triệu chứng khác, ví dụ bệnh nhân có rối loạn tri giác này, mệt mỏi, bứt rứt, hôn mê, thậm chí là co giật luôn. Và nếu như tình huống tăng natri máu mà khi mà nó dưới 160 mmol trên lít, thì natri không tăng quá cao trên 160 mmol trên lít đó, thì hiếm khi mà nó gây ra những biến chứng nặng. Biến chứng nặng là biến chứng về thần kinh, ví dụ bệnh nhân có rối loạn tri giác hay là hôn mê. Thì khi bệnh nhân có rối loạn tri giác hay hôn mê thì thường natri nó tăng trên 160, để rồi mình nói thường thôi ha. Nó sẽ không có một cái mức độ chính xác giữa triệu chứng lâm sàng và tình trạng tăng natri máu, nó chỉ mang tính chất bước đoán thôi. Thì khi mà có tăng natri máu xảy ra thì người ta làm một cái xét nghiệm, đó là bắt buộc phải làm, đó là áp suất thẩm thấu nước tiểu và natri ở trong nước tiểu. Khi mà tăng natri máu thì người ta làm áp suất thẩm thấu nước tiểu á, thì áp suất thẩm thấu này người ta sẽ đo trực tiếp các bạn ha, đo trực tiếp lấy nước tiểu bệnh nhân và đo áp suất thẩm thấu trực tiếp. Thì nếu như áp suất thẩm thấu nước tiểu mà lớn hơn 800, chứng tỏ là bệnh nhân cái trục hạ đồi ADH với lại thận nó vẫn còn tốt, nó chưa bị tổn thương. Bởi vì sao? Bởi vì khi bệnh nhân tăng natri máu thì cơ thể nó sẽ buộc phản ứng lại bằng cách là tăng thải trừ natri. Thì khi mà tăng thải trừ natri thì natri niệu nó sẽ tăng lên và áp suất thẩm thấu trong nước tiểu nó cũng sẽ tăng lên. Tức là đang thừa natri nó thải bớt natri ra, nên áp suất thẩm thấu nước tiểu nó sẽ tăng. Vì thế mình xét nghiệm ra mà thấy áp suất thẩm thấu nước tiểu nó tăng lên trên 800, chứng tỏ là cái thận vẫn còn hoạt động bình thường. Và cái nguyên nhân mà cái tăng natri máu này thường là vẫn do tình trạng mà mất nước ở ngoài thận gây ra. Ra mình xét nghiệm thẩm thấu nước tiểu thì mình đã biết cái nguyên nhân tăng natri máu là từ đâu rồi. Và ra cái natri niệu nó cũng gợi ý cho mình là nguyên nhân tăng natri máu là từ đâu. Như mình đã nói hồi nãy là khi mà cơ thể chúng ta mà thừa natri thì nó sẽ tăng thải natri, thành ra trong nước tiểu sẽ có rất là nhiều natri, và mình sẽ xét nghiệm thì thường là natri niệu trên 100 mmol trên lít. Còn nếu như trường hợp mà bệnh nhân mà mất nước gây tăng natri máu, tức là máu bị cô đặc quá mức làm cho nồng độ natri máu nó cao á, thì chúng ta sẽ thấy là natri niệu nó sẽ thấp,
Bởi vì khi mà bệnh nhân bị mất nước thì cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách là tiết kiệm nước, giảm thải nước ra ngoài. Thành ra mình giảm thải nước và giảm thải nước ra nước tiểu, thành ra mình sẽ thấy là natri niệu nó thấp. Như vậy khi mà chúng ta xét nghiệm natri niệu mà thấy natri niệu tăng lên thì chứng tỏ là nguyên nhân mất là do nguyên nhân bệnh nhân tăng natri máu là do natri quá cao. Còn nếu như mà thấy natri niệu thấp chứng tỏ là bệnh nhân bị mất nước. Để điều trị tình trạng tăng natri máu thì chúng ta sẽ có cách là chúng ta sẽ bù dịch mà ha. Bù dịch. Mà chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta bù dịch á, để cho giảm nồng độ natri máu lại á, để cho natri nó loãng ra thì chúng ta cần phải bù một cách từ từ. Nha, bù một cách từ từ. Bởi vì khi mà chúng ta bù quá nhanh thì có khả năng gây ra tình trạng phù não. Lát nữa sẽ có cái hình để giúp cho minh họa cho cái vấn đề này, để nó cho các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Em mà gọi lưu ý là không bù quá nhanh để tránh tình trạng là bị phù não. Thì công thức mà bù nước trong bệnh nhân tăng natri máu á, thì chúng ta lấy natri máu bệnh hiện tại của bệnh nhân trừ cho 140, tức là lượng natri máu trung bình á, mình natri trung bình chúng ta là từ 135 tới 145. Từ 135 145 thì trung bình là khoảng 140, thì chúng ta lấy natri của bệnh nhân trừ cho 140 chia cho 140 và nhân với lại tổng lượng dịch trong cơ thể nha. TBW là viết tắt của Total Body Water, là tổng lượng dịch trong cơ thể chúng ta chia ra theo đúng công thức này. Thì tổng lượng dịch trong cơ thể mình nói nãy là nam thì lượng dịch nó sẽ nhiều hơn, ở đây chúng ta sẽ thấy là khoảng 60%, còn nữ là 50%. Vì thế là cái lượng natri trong lượng nước trong cơ thể chúng ta đó là chúng ta sẽ lấy 0,6 nhân với cân nặng đối với nam và 0,5 nhân cân nặng đối với nữ. Thì chúng ta tính ra. Rồi chúng ta thế vào công thức này thì chúng ta sẽ tính ra cái lượng dịch cần phải bù thôi. Và chúng ta bù dịch này thì mình không phải là dịch đơn thuần nước cất mà chúng ta phải bù dịch. Đó là một là luco 5%. Hai là dịch nửa muối, tức là natri 0,45%. Thì khi đó chúng ta sẽ tiến hành bù cho bệnh nhân và chúng ta xét nghiệm lại. Thì chúng ta làm sao mà cho natri không giảm quá 0,5 milimol trên giờ. Do đó trong 24 giờ thì không giảm quá 12 mmol trên giờ, trong không nhỏ hơn 12 mmol trong 24 giờ. Thì nãy chúng ta đã nói là khi mà giảm natri quá nhanh thì có khả năng gây tình trạng phù não. Rồi như vậy khi mà chúng ta thấy bệnh nhân tăng natri máu mà muốn hạ natri máu xuống thì chúng ta bù thường dễ nhất các bạn là các bạn bù luco 5%, sẽ dễ tính hơn cho các bạn. Tại vì luco 5% là nó chúng ta truyền vào là để duy trì áp suất thẩm thấu máu bằng với lại áp suất thẩm thấu dung dịch bằng với áp suất thẩm thấu của máu thôi. Còn về nồng độ natri á, thì dung dịch luco 5% là coi như là nồng độ natri bằng không rồi, thành ra nó lượng mà nước mà chúng ta tính ra theo công thức này là bằng đúng cái lượng luco 5% chúng ta sẽ bù vào luôn. Thành ra bù luco 5% nó sẽ tiện lên cho chúng ta. Thì công thức bù á, mình sẽ tính ra ha, là mình sẽ bù những bệnh nhân. Thì anh chỉ cho một ví dụ bệnh nhân cho bệnh nhân nữ đi, 60 kg, nồng độ natri máu hiện tại của bệnh nhân là 160. Thì khi mà thường là bệnh nhân có những cái biểu hiện mà bắt đầu xuất hiện các biểu hiện về thần kinh thì chúng ta mới tiến hành bù nước cho bệnh nhân để hạ natri máu xuống. Thì ví dụ chúng ta muốn hạ xuống 140 mmol trên lít thì chúng ta sẽ tính là cái lượng dịch này là khoảng 4,3. Mình thấy vào công thức này ha, natri của bệnh nhân là 160 trừ cho natri hiện tại là 140, hai trừ là 140 và chúng ta nhân với lại tổng lượng dịch trong cơ thể ở nữ là 50% thì mình sẽ như lấy 60 nhân với lại 0,5. Rồi mình lấy 160 trừ 140 chia cho 140 và sau đó mình nhân cho 0,5 nhân cho 60 thì mình sẽ ra con số là
4,3 lít. Còn đây là cái minh họa cho hồi nãy anh nói là khi mà chúng ta giảm natri máu quá nhanh thì có cái khả năng gây biến chứng phù não. Thì đây là một cái tế bào não các bạn ha. Thì khi mà natri máu tăng lên quá cao, natri máu tăng lên quá cao thì tế bào não, để duy trì tế bào não nó ổn định đó, thì tế bào não sẽ bơm các cái ion hữu cơ vào trong tế bào não để duy trì áp suất thẩm thấu máu tăng lên đây ha. Khi mà natri máu tăng lên, bình thường là áp suất thẩm thấu của tế bào não là khoảng 280, là một cái áp suất thẩm thấu bình thường bằng với áp suất thẩm thấu của máu đó các bạn ha. Thì khi mà áp suất thẩm thấu máu tăng lên quá cao, cái áp suất máu máu tăng lên quá cao thì tế bào não này nó có xu hướng là cố gắng làm sao để cân bằng lại với áp suất thẩm thấu của máu, thì nó bơm các ion hữu cơ vào, bơm các ion hữu cơ vào. Thì khi mà ion hữu cơ này bơm vào thì áp suất thẩm thấu trong tế bào não nó tăng lên. À, đến khi chúng ta hạ natri máu mà hạ natri quá nhanh thì khi đó cái quá trình mà tế bào não nó muốn duy trì áp suất thẩm thấu quay ngược trở lại giảm xuống á thì nó rất là khó, tại vì khi mà muốn bơm ion hữu cơ ra thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian, thành ra áp suất thẩm thấu mình đang rất là cao thì mình áp suất thẩm thấu của máu nó thấp thì nó sẽ hút nước vào trong tế bào não và hậu quả là tế bào não nó sẽ bị phù lên nha, tế bào não nó sẽ phù lên. Ngược lại với tình trạng tăng natri máu thì mình sẽ có tình huống là bệnh nhân bị hạ natri máu. Thì khi mà nồng độ natri máu dưới 135 thì coi như là một tình huống hạ natri máu. Thì nãy mình nói là natri máu tăng và giảm thì thường hay gặp dạng giảm natri máu hơn. Thì tình huống thì giảm natri máu nhẹ thì thường là không có triệu chứng. Còn khi mà tăng giảm quá cao á, quá nhiều á, thì có thể gây một số biến chứng liên quan tới hệ thần kinh, ví dụ như là hôn mê hay là co giật. Thành ra khi mà bệnh nhân vào á, các bạn trong tiếp cận một bệnh nhân mà bị rối loạn tri giác vào á, thì mình phải cần phải làm rất là nhiều cái xét nghiệm. Đầu tiên thường là vào là các bạn sẽ bấm đường huyết trước nha. Đầu tiên làm nhanh nhất là bấm đường huyết, sau đó mình xét nghiệm tới ion đồ, rồi mình kiểm tra CT não của bệnh nhân nha, rồi mình kiểm tra toan kỳ bệnh nhân. Đó là những cái vấn đề mình phải kiểm tra khi mà tiếp cận một bệnh nhân mà rối loạn tri giác chưa tìm được nguyên nhân. Thì bởi vì ta phải xét nghiệm ion đồ, bởi vì trong số các nguyên nhân gây rối loạn tri giác thì có tình trạng hạ natri máu, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi mà uống kém vào với chúng ta rối loạn tri giác, thì chúng ta cũng phải nghĩ tới cái nguyên nhân là bệnh nhân có rối loạn điện giải hay không, hạ natri máu hay không. Chứ không phải vào thấy bệnh nhân lớn tuổi quá thì cứ nghĩ bệnh nhân các bệnh lý về não, ví dụ bệnh nhân có thường hay gặp nhất là tăng huyết áp máu não rồi ha, thì các bạn cứ chăm chăm vào tăng huyết áp máu não hoặc là hạ đường huyết thôi, nhưng mình lại quên đi mất bệnh nhân có khả năng là bị hạ natri máu cũng gây rối loạn tri giác. Thì hạ natri máu người ta chia làm ba nhóm nguyên nhân, ba nhóm đó là hạ natri máu có áp suất thẩm thấu máu bình thường, hạ natri máu mà có áp suất thẩm thấu máu giảm, và hạ natri máu nhưng mà áp suất thẩm thấu máu vẫn cao. Thì mình dựa trên ba nhóm mình sẽ có các nguyên nhân cụ thể như sau. Hạ natri máu mà có áp suất thẩm thấu máu tăng á thì mình thường hay gặp trong tình huống là bệnh nhân có tăng đường huyết, tức là natri vẫn bình thường nhưng mà đường huyết tăng lên quá cao. Thì mình biết gluco là một chất tạo áp suất thẩm thấu mà ha, thì gluco tăng lên thì áp suất thẩm thấu máu sẽ tăng lên. Thì khi đó gluco tăng lên, áp suất thẩm thấu máu tăng lên, nó là kéo nước từ giang bào ha, hoặc là từ nội bào vào trong lòng mạch, làm cho nồng độ natri nó sẽ bị giảm xuống, tức là kéo dịch vào trong lòng mạch làm natri giảm xuống. Và khi đó bệnh nhân sẽ có tình trạng là hạ natri máu, người ta gọi là hạ natri máu do pha loạn. Chính đường này nó làm tăng áp suất thẩm thấu máu, sau đó nó kéo nước vào làm cho bệnh nhân bị hạ natri máu. Thì người ta thấy định mỗi 100 mg trên decilit đường huyết tăng lên đó sẽ làm giảm 1,4 mmol trên lít natri. Thành ra xét nghiệm natri ở một bệnh nhân mà có tăng đường huyết thì mình cũng phải hiệu chỉnh nha. Mình hiện tại mình có một số phần mềm để hiệu chỉnh natri theo nồng độ đường huyết rồi, nhưng mà này cũng dễ đó các bạn nha. Mình thấy cái gluco của bệnh nhân, chừng như gluco lúc đó là gluco bất kỳ của bệnh nhân đi, ví dụ đến gluco bất kỳ bệnh nhân thì dưới 200, là dưới 200 thì mình thấy bệnh nhân xét nghiệm ra gluco khoảng 400 đi, 400 mg trên decilit,
thì mình biết là bệnh nhân đã bị giảm natri máu là 100 mg, là giảm 1,4 mol này, thì hay tăng lên so với mức mức nền khoảng 200, là bệnh nhân 400 mình tăng lên khoảng 200, thì mình nhân lên thì mình sẽ có là nồng độ natri máu đã giảm khoảng 2,8. Ví dụ mình xét nghiệm ra natri là 130 thì cái natri thực sự của bệnh nhân là khoảng 132,8, 132,8. Bởi vì đường huyết nó tăng lên thì làm cho cái natri này hạ xuống, thành ra mình xét nghiệm ra có 130 thôi. Nên chúng ta lưu ý là khi mà xét nghiệm bệnh nhân hạ natri máu thì chúng ta phải coi cơ bệnh nhân thực sự là có bị rối loạn đường đường huyết hay không để chúng ta hiệu chỉnh lại. Còn hạ natri máu mà có áp suất thấm máu bình thường á thì người ta gọi là hạ natri máu giả, tức là thể tích máu trong lòng mạch nó vẫn tăng lên nhưng mà không phải tăng do cái chất có áp suất thẩm thấu, mà là tăng bởi những cái chất hữu cơ như là protein hay là lipid hay là triglyceride. Thì những chất này trong lòng mạch nó tăng lên thì sẽ làm tăng thể tích máu, thì khi đó là lượng natri natri mình chia cho lại thể tích dịch trong lòng mạch, tức là nồng độ natri bằng natri chia cho tổng lượng dịch trong lòng mạch đó, thì chính cái sự tăng của protein và lipid này sẽ làm cho lượng dịch nó tăng giả lên, và khi đó mình sẽ có tình trạng hạ natri máu, hoặc là hạ natri máu giả. Và khi là hạ giả thì mình không cần phải điều trị gì, cần gì cụ thể hết các bạn. Và đây là tình trạng hạ natri máu giả mà, thì khi đó không cần phải điều trị đặc hiệu gì hết, chúng ta điều trị tình trạng nguyên nhân gây tăng lipid hay là điều trị nguyên nhân tăng protein máu là cái natri nó sẽ trở về bình thường. Còn trường hợp thứ ba là hạ natri máu mà cả áp suất thẩm thấu cấp, áp suất thẩm thấu máu thấp à, thì mình biết chắc chắn là mất natri rồi nha. Hạ natri mà áp suất thẩm thấu máu thấp nữa thì chắc chắn là do mất natri rồi. Thì mất natri chúng ta sẽ mất qua những cái đường, ví dụ đường da này, do bệnh nhân vận động quá nhiều bị mất nước, mất muối qua da. Hoặc là bệnh nhân bị mất natri do đường tiêu hóa nha. Và bệnh nhân mất natri ở thận, bệnh nhân mất qua tri natri qua bệnh lý là bệnh nhân bị bệnh mãn não mất muối, thì đây mình hay gặp một số tình huống bệnh nhân bị chấn thương sọ não á, sau đó bệnh nhân bị tổn thương não và gây mất natri, người ta gọi là bệnh não mất muối. Và ngoài ra mình gặp một số tình huống ứ nước, hoặc là mình gặp tăng natri kèm theo bị thừa nước nha, tức là natri có tăng lên nhưng mà nước nó nhiều hơn, tăng nhiều hơn thì cái tử nó tăng ít mà cái mẫu tăng nhiều thì cái tỷ lệ chia ra nó vẫn thấp, cái tình trạng hạ natri máu là chẳng hạn như là bệnh nhân suy tim hay là xơ gan là hội chứng thận hư, bệnh nhân bị tích nước quá nhiều thì khi đó vẫn có thể tình trạng là hạ natri máu. Về lâm sàng của hạ natri máu thì chúng ta sẽ có ba mức độ của hạ natri máu, là dưới 120 là mức độ nặng, từ 120 đến 130 là mức độ trung bình, còn 130 đến 135 là mức độ nhẹ. Thì mức độ nhẹ thì chúng ta sẽ có các triệu chứng nó cũng nhẹ luôn ha. Thì cái này là mang tính chất gợi ý cho các bạn ha, nhắc lại là những cái con số này chỉ mang tính chất gợi ý thôi, tại vì mỗi người nó sẽ có một cái phản ứng khác nhau, thì theo tình trạng tăng hạ natri máu này là cấp tính hay mãn tính thì biểu hiện nó sẽ khác nhau nữa. Nếu như hạ natri máu ở mức độ nhẹ thì mình thường có những triệu chứng, ví dụ bệnh nhân hơi nhức đầu thôi. Nếu trở trung bình thì mình sẽ có cái dấu hiệu như buồn nôn hoặc là lừ đờ. Còn nếu mức độ nặng thì có thể gây tình trạng co giật và hôn mê luôn. Đứng trước một bệnh nhân mà hạ natri máu thì chúng ta cần phải làm một số cận lâm sàng. Ngoài những cận lâm sàng thường quy, chúng ta phải đo áp suất thẩm thấu máu nè, áp suất thẩm thấu nước tiểu và natri niệm. Thì mình biết là tăng hạ natri máu mình sẽ chia làm ba nhóm là áp suất thẩm thấu bình thường, áp suất thẩm thấu tăng và áp suất thẩm thấu giảm. Thành ra mình đo áp suất máu trực tiếp là mình đã phân được cái nhóm rồi. Khi được phân được cái nhóm thì mình tiếp tục xét nghiệm áp lực thẩm thấu nước tiểu. Thì khi mà hạ natri máu thì theo đúng cái cơ chế của cơ thể thì cơ thể sẽ tăng tái hấp thu natri lại, đúng không? Tăng hấp thu natri lại thì khi mà chúng ta xét nghiệm natri niệm sẽ giảm xuống, mà
áp suất thẩm thấu nước tiểu nó cũng giảm luôn. Thành ra khi mà chúng ta xét nghiệm thấy đúng thật sự là áp suất thẩm thấu nước tiểu thấp á, thì chúng ta biết là hạ natri máu này là do tình trạng uống quá nhiều nước ha. Còn nếu như áp lực thẩm thấu nước tiểu mà bình thường thì gặp trong tình huống là bệnh nhân bị tăng lượng nước trong cơ thể quá nhiều, ví dụ trong hội chứng tiết ADH không thích hợp. Còn natri tiểu mà giảm dưới 10, tức là natri tiểu thấp á, thì chứng tỏ là thận nó vẫn tái hấp thu muối rất là tốt, tại vì bệnh nhân đang hạ natri máu mà thận cố gắng giữ natri lại, thì mình biết là mất natri qua cái đường khác rồi, không phải là đường thận. Còn nếu như mà thấy thận thải natri nhiều quá, natri niệu trên 20 mmol trên lít á, thì chứng tỏ là mất natri niệu qua thận. Các bệnh lý ví dụ như là sử dụng lợi tiểu, hay là bệnh nhân có tổn thương tại ống thận, hoặc là bệnh nhân có bệnh não mất muối. Như vậy mình thấy là quan trọng nhất là chúng ta phải đo được cái ba chỉ số là áp lực thẩm thấu nước tiểu, áp lực thẩm thấu máu và natri niệu. Còn nếu như chúng ta không đo được áp suất thẩm thấu, tại vì áp suất thẩm thấu thì không phải chỗ nào cũng có các bạn, những cái bệnh viện lớn thậm chí còn không có nữa, thì chúng ta nên dựa vào cái natri niệu ha. Áp suất thẩm thấu nếu không có thì mình có dựa trên natri niệu là mình cũng biết được cái nguyên nhân. Ví dụ như natri niệu mà nó thấp chứng tỏ là nguyên nhân không phải là do thận, còn natri niệu cao là nguyên nhân là tại thận. Về điều trị hạ natri máu thì chúng ta làm natri máu tăng lên khoảng 125 phải ha, đừng tăng lên quá nhanh. Tóm lại chúng ta điều trị bất cứ một cái loạn ý ông nào đó thì chúng ta phải điều trị một cách từ từ, tránh làm tăng lên quá nhanh hay là giảm xuống một cách quá nhanh, đều gây bất lợi cho cơ thể chúng ta hết. Và sau khi điều trị tăng natri máu lên 125, chúng ta điều trị luôn cả nguyên nhân các bạn nha. Rồi, đương nhiên là điều trị cái nào cũng có điều trị nguyên nhân hết. Rồi, chúng ta chỉ bù natri ô trương, tức là natri 3% á, khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng nặng liên quan tới thần kinh thì ta mới điều trị thôi. Còn những triệu chứng nhẹ nhẹ chúng ta không có điều trị. Thì chúng ta bù natri và chúng ta thải nước là một trong những cái cách để chúng ta điều trị natri máu. Còn những tình huống mà bệnh nhân giảm natri máu do giảm lượng dịch ngoại bào á, là bệnh nhân bị mất nước á, thì chúng ta sẽ bù bằng dung dịch 0,9% nên là natri dẫn trương. Vì sao bệnh nhân hạ natri máu lại chúng ta lại bù dịch natri dẫn trương làm cho natri máu tăng lên trở lại các bạn? Thì khi mà lượng dịch trong cơ thể mà bị giảm đi, thì cơ thể chúng ta nó sẽ tăng tái hấp thu nước, đúng không? Tăng tái hấp thu nước thì dẫn đến tình trạng là hạ natri máu do natri nó bị pha loãng. Thành ra nếu như trường hợp mà bệnh nhân hạ natri máu mà do giảm cái lượng dịch trong cơ thể á, thì chúng ta chỉ cần bù đủ lượng dịch cho cơ thể, thì khi đó cơ thể nó sẽ tiếp tục, nó sẽ quay trở lại hoạt động bình thường và nồng độ natri máu nó sẽ điều chỉnh qua cái thận của chúng ta. Ngoài ra bù natri 9% á, không phải 9% là 9 phần ngàn á, thì bản thân cái natri 9 phần ngàn á, cái nồng độ natri máu, cái nồng độ natri của nó dịch đó là 154 mmol trên lít các bạn nha. Các bạn về tính thử natri 9 phần ngàn á, thì cái nồng độ natri đó là natri của cái dịch này là 154 mmol trên lít, nó vẫn cao hơn nồng độ natri máu bình thường của chúng ta. Thành ra khi mà bù dịch 9 phần ngàn này thì chúng ta vẫn cung cấp cái lượng natri vào trong cơ thể nó nhiều hơn so với tổng cái lượng natri trung bình của máu chúng ta. Như vậy chúng ta bù vậy vừa cung cấp natri cho cơ thể và vừa cung cấp dịch cho cơ thể nữa. Thành ra đây là một cái cơ chế mà giúp chúng ta điều trị natri rất là hiệu quả trong trường hợp mà hạ natri máu mà chỉ do nguyên nhân là giảm dịch ngoại bào thôi. Thì đây là một cái lược đồ chúng ta tiếp cận của bệnh nhân mà có hạ natri máu. Thì mình chia làm áp suất thẩm thấu bình thường, áp suất thẩm thấu tăng và áp suất thẩm thấu giảm. Rồi tiếp theo mình sẽ xét nghiệm tới áp lực thẩm thấu nước tiểu như natri niệu để chúng ta phân ra được nguyên nhân. Thì cái này mình về mình xem thêm các bạn ha. Cái sơ đồ này chỉ là hệ thống lại nãy giờ những gì anh nói với các bạn thôi. Thì hạ natri máu thì chúng ta lưu ý là chúng ta bù natri không nên bù quá nhanh, bởi vì khi bù natri quá nhanh thì nó có một cái biến chứng có tên là
hội chứng quỷ myelin cầu não. Thì thực ra anh sẽ nói trong cái slide tiếp theo hội chứng quỷ myelin cầu não là như thế nào. Thì chúng ta thấy có công thức tính nồng độ natri máu là sẽ bằng tổng lượng natri trong cơ thể chia tổng lượng nước trong cơ thể. Thành ra để làm tăng natri máu thì một là mình tăng cái tử số, tức là tăng lượng natri đi vào. Hai là mình giảm mẫu số, tức là mình lợi tiểu cho bệnh nhân thải nước ra bớt. Hoặc là mình tăng cái tử số nhiều hơn cái mẫu số, tức là mình cho natri vào nhiều hơn với lại cái lượng mà chúng ta nước thải ra ngoài do lợi tiểu. Thì cái này nó nói rồi ha, nếu như bệnh nhân mà có dịch ngoại bào giảm á, thì chúng ta điều trị hạ natri máu bằng đơn thuần là chúng ta truyền dịch natri 9/1000 cho bệnh nhân thôi là đã đủ đủ để điều trị cho bệnh nhân rồi. Natri máu mà kèm tình trạng phù, ví dụ nhân có suy tim, bệnh nhân xơ gan hay là bệnh nhân có suy thận thì chúng ta hạn chế nước nè, kèm theo là chúng ta kết hợp với lợi tiểu. Khi mà hạ natri máu mà có biểu hiện nặng thì chúng ta cần phải bù natri, thì công thức natri bù là natri mong muốn của chúng ta, sau nồng độ natri mà chúng ta mong muốn bệnh nhân đạt được á, trừ cho natri hiện tại của bệnh nhân nhân với lại tổng lượng dịch trong cơ thể. Và tốc độ bù của ta là từ 0,5 đến 1 mmol trên giờ, tức là chúng ta bù sao á, chúng ta xét nghiệm natri thấy tăng lên không quá 1 mmol trên giờ các bạn ha, tăng lên không quá nhanh và không nên tăng quá 13 mmol trên lít trong 24 giờ. Để lưu ý ha, và không nên tăng lên nhanh quá. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân nặng, biểu hiện nặng như hôn mê co giật thì có thể làm natri máu tăng lên nhanh hơn ha, vào khoảng 1 tới 2 mmol trên lít. Thì để mà tránh tình trạng mà tăng natri máu tăng lên quá nhanh đó, thì người ta khuyên mình không nên truyền natri ưu trương quá 30 ml trên giờ. Thì mình thấy là 30 ml trên giờ đó, mình 1 ml đó, 30 ml trên giờ là các bạn chia ra là 0,5 ml trong một một phút ha, 0,5 ml trong một phút, mà 0,5 ml 1 ml nó sẽ có 20 giọt, thành ra 0,5 ml là sẽ không quá 10 giọt thôi ha. Thành ra chúng ta không nên bù natri một cách quá nhanh ha. Thường các bạn cho khoảng 10 giọt, 15 giọt thôi. Vì sao người ta không cho chúng ta bù quá nhanh? Và chúng ta phải sau khi bù chúng ta phải thường xuyên kiểm tra natri lại. Thì thường sau khi chúng ta bù một chai natri 3% thì chúng ta phải xét nghiệm kiểm tra lại cho bệnh nhân này. Để không như đây này, mình nói là không lên tăng lên quá nhanh, không tăng quá 1 mmol trên lít trên giờ và không quá 13 mmol trên 24 giờ. Đây là hội chứng quỷ myelin cầu não các bạn ha. Thì hội chứng này gây ra cho tình trạng mà bệnh nhân thay đổi áp suất thẩm thấu quá nhanh. Thì ví dụ bệnh nhân hạ natri máu thì tế bào não của chúng ta nó bị áp suất thẩm thấu trong tế bào não nó sẽ cao hơn trong máu, nên nó sẽ hút nước vào trong tế bào não, làm cho tế bào não hạ áp suất thẩm thấu xuống. Lúc này thì tế bào não nó cũng phù một cách tương đối. Và khi mà chúng ta truyền natri vào với tốc độ nhanh quá thì khi đó áp suất thẩm thấu máu tăng lên nhiều quá thì nó sẽ là kéo nước từ trong tế bào não đi ra ngoài, gây tình trạng teo tế bào não và gây hội chứng là quỷ myelin cầu não. Thì hội chứng này nó có những cái biểu hiện, ví dụ như bệnh nhân có thể run giật nè, bệnh nhân run cơ nè, co giật nè, thậm chí là bệnh nhân hôn mê và bệnh nhân có cái dấu hiệu tổn thương não khác ha. Bù natri máu thì chúng ta sẽ dựa trên cái mức mong muốn của chúng ta. Vậy thì mình sẽ có công thức nãy là natri mong muốn trừ cho natri bệnh nhân chia cho nhân với lại tổng lượng nước trong cơ thể nha. Thì ví dụ như một bệnh nhân 60 kg nam, với chức nam đi, lượng natri chúng ta muốn nâng lên là nồng độ là 115 mmol trên lít, nồng độ hiện tại là 105. Mình thấy là mức độ này là hạ natri máu nặng rồi ha. Thì mình trừ ra rồi mình nhân với lại tổng lượng dịch trong cơ thể là 115 trừ 105 nhân 60 và nhân với 0,6 thì mình tính ra lượng natri 3% cần bù là bao nhiêu. Thì mình thấy lượng natri cần bù là khoảng 360, nếu tính theo công thức là 360 mét
mét là đơn vị điện tích đó các bạn. Thì natri quá trị 1 thành ra cái 360 mm, 360 mét này sẽ bằng 360 mmol luôn. Thì chúng ta cần phải bù 360 mmol natri clorua 3%. Mà trong 1 lít natri clorua 3% thì có 513 mét natri. Thì để bù 360 mét đó thì mình chia ra thôi nha, làm tam suất ra thì sẽ cần phải bù 700 ml natri clorua 3% trong 24 giờ. Và mình sẽ chia ra để mình bù từ từ. 700 ml là khoảng 7 chai đó các bạn. Thì mình cứ bù mỗi chai mình lên xét nghiệm kiểm tra lại. Người ta quy định là không bù quá nhanh, mà trong khi mà chúng ta bù natri á là chúng ta sẽ kiểm tra lại nha. Thành ra các bạn lưu ý nha, khi mà bù natri 3% là cho với tốc độ chậm thôi, 10 15 giọt một phút thôi, không nên quá 15 giọt. Chứ không phải là bù giống như natri 9 phần ngàn các bạn cứ cho 6 70 giọt là bệnh nhân bị hội chứng quỷ mi-lin cầu não các bạn nha. Tiếp đến chúng ta sẽ nói tình trạng rối loạn kali máu. Rối loạn kali máu là một cái rối loạn rất là nguy hiểm, nó có thể gây những biến chứng cấp tính ở trên tim. Ví dụ bệnh nhân sẽ có sợ nhất rối loạn nhịp tim và gây ngưng tim ở bệnh nhân. Thì rối loạn kali máu thì nó cũng có hai dạng thôi, là tăng và hạ kali máu. Với một người bình thường thì cái sự phân bố kali trong cơ thể á, nó vào khoảng là 50 mét kali, tức là 50 mmol kali trên 1 kg cân nặng. Thì cứ 1 kg cân nặng chúng ta này sẽ có 50 mmol kali. Và lượng kali chủ yếu là tập trung ở ngoại nội bào là chủ yếu, mình cũng biết rồi ha. Kali là nguyên ở nội bào và lượng trong ở dịch ngoại bào là rất là thấp thôi. Bình thường nồng độ kali máu chúng ta là từ 3,5 tới 5 mmol trên lít. Thì khi mà nồng độ kali mà giảm một một mét á, tức là ví dụ như dưới bình thường nồng độ bình thường là ba dưới ngưỡng dưới là 3,5 đi, thì khi mà kali còn xuống còn 2,5 á thì cơ thể chúng ta đã mất từ 200 tới 400 mét kali. Còn nếu như mà tăng lên một á thì nó mất từ 100 tới 200, tức là cơ thể mình tích tụ thêm khoảng 100 tới 200 mét kali nha. Thì do đó mình biết con số này mình ước chừng. Sẽ có những tình huống mà mình bù kali hoài mà nó tại sao nó không lên. Mình biết là để mà tăng 1 mét lên đó chúng ta phải bù phải từ 200 tới 400 mét kali thì nó mới bù đủ hết cái lượng kali mình thất thoát đi nha. Tức là chúng ta muốn kali tăng lên 1 mét đích thì phải bù 200 tới 400 mét. Thì nhu cầu kali chúng ta mỗi ngày từ 50 tới 150 mét ha. Mà thức ăn có chứa nhiều kali là những thức ăn có muối nè, chuối nè, nho và những cái thực phẩm khác. Kali chúng ta được thải ra tốt qua nước tiểu, thành ra khi mà chúng ta ăn uống cho dù mà thừa kali đến mức độ nào đi chăng nữa, thận chúng ta hoạt động tốt thì cái lượng natri, cái lượng kali máu nó vẫn duy trì một cách ổn định, nó không tăng. Thì đa số những lúc mà bệnh nhân tăng kali máu là có cái vấn đề về tình trạng thải kali máu. Tăng kali máu là tình trạng mà khi mà kali máu tăng trên 5 mmol trên lít và nó sẽ gây ra một số cái biến chứng và đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân. Nguyên nhân gây tăng kali máu là tăng nhập nè, tăng sản xuất nè. Một nguyên nhân khác là chuyển từ nội bào ra ngoại bào và giảm bài tiết hoặc là tăng kali máu giả. Mình đến từ nguyên nhân một. Tăng nhập thì chúng ta gặp những tình huống bệnh nhân có nhân tăng lên lượng nhập quá lớn, ví dụ như trong truyền máu một cái lượng quá lớn. Mình thấy khi mà truyền máu thì anh chị thường hay cho lượng hai đơn vị pha hai đơn vị máu trở lên thì ta thường hay cho chích một, thêm một ống canxi. Thì đó là một cái phương pháp giúp bệnh nhân điều trị tăng kali máu các bạn, người ta phòng ngừa tăng kali máu. Bởi vì mình biết là kali là một cái ion ngoại bào và trong tế bào hồng cầu là đương nhiên sẽ có rất là nhiều kali.
Triều mình có túi máu gì đó, thì túi máu này được bảo quản, thì trong cái túi máu nó có rất là nhiều hồng cầu, và hồng cầu đó nó ở các độ tuổi khác nhau. Có những hồng cầu mà độ tuổi nó đã gần tới lúc mà nó chết rồi, thì mình biết đời sống hồng cầu là từ khoảng 120 ngày, thì sẽ có những cái con mà nó sắp chết rồi, thì trong quá trình bảo quản thì những con này nó chết đi, và khi chết đi sẽ thải ra rất là nhiều kali trong cái túi máu bệnh nhân. Thì chúng ta truyền vào bệnh viện thì chúng ta truyền luôn cả cái kali vào trong người bệnh nhân luôn, truyền vào cả kali luôn, nên bệnh nhân sẽ có dấu hiệu là bệnh nhân bị có khả năng là bị tăng kali máu. Thì thành ra khi mà truyền lượng máu lớn thì thường người ta sẽ cho bệnh nhân tiêm thêm canxi để giúp đẩy kali vào trong nội bào. Hoặc là tăng cái lượng kali mà nhập vào, thì chúng ta thường hay gặp tình huống này, kali tăng mà do nhập vào thì thường bệnh nhân có rối loạn bài tiết, ví dụ là bệnh nhân có giảm chức năng thận thì kali nó mới tăng, chứ các bạn mà ăn uống nhiều kali chăng nữa thì người ta vẫn không bị tăng kali máu. Hay các bạn thấy ví dụ như những người ở Bến Tre, người ta có đạo dừa, người ta chỉ có uống dừa để mà sống thôi, thì các bạn thấy cái dừa rất là nhiều kali, nhưng mà người ta vẫn không tăng kali máu đâu, bởi vì thận người ta thải rất là tốt. Nếu như thận còn bình thường thì cái việc mà ăn uống bao nhiêu kali nó không có quan trọng lắm. Nguyên nhân tăng sản xuất thì mình có đến tình trạng tán huyết này ha, nguyên nhân tự tán huyết nè, đi giải cơ nè, trong cơ cũng có rất là nhiều kali, bởi vì trong nội bào mà bệnh nhân bị bỏng diện rộng thì nó cũng tổn thương mô và giải phóng rất là nhiều kali. Thì nguyên nhân này cũng gặp ở trong cái bệnh lý là chấn thương, những trường hợp mà chấn thương mình dập nát cơ nhiều thì cũng giải phóng kali rất là nhiều, hoặc là bệnh nhân bị ly giải u, hoặc là bệnh nhân có thực hiện hoạt động thể lực quá mức, thì khi mình động thể lực quá mức thì có thể tổn thương các tế bào cơ và có khả năng giải phóng kali ra nhiều. Tiếp đến là nguyên nhân tăng do phân bố kali, thì mình biết là kali chúng ta nó ảnh hưởng bởi hai yếu tố là insulin và tình trạng pH trong cơ thể. Ví dụ insulin thì khi mà tiêm insulin vào thì chính cái insulin nó sẽ đẩy gluco vào trong tế bào, thì mình biết gluco nó đồng vận chuyển với natri kali trong một cái kênh chung ha. Thì khi đó chúng ta đồng vận chuyển gluco trong tế bào sẽ làm đẩy kèm theo cái kali vào trong tế bào. Thành ra những trường hợp mà bệnh nhân tiêm insulin nhiều hoặc truyền insulin đó, thì rất là dễ bị hạ kali máu, là do khi mà đẩy gluco truyền insulin vào đẩy gluco vào trong tế bào thì kali nó cũng đi theo luôn. Hoặc là những tình trạng bệnh nhân bị nhiễm toan, thì hôm trước anh lúc học sinh lý bệnh cũng nói rồi, hiện tại nhiễm toan thì bệnh nhân sẽ có rất là nhiều hoạt động ở ngoài ngoại bào, thì để cho tình trạng nhiễm toan này nó không có gây nguy hiểm thì có thể chúng ta nó cố gắng đẩy pH về mức bình thường bằng cách là đẩy cái H cộng nó đi vào trong tế bào. Mà khi đẩy H cộng đi vào trong tế bào đó, thì sẽ có ion khác đi ra để nó làm trung hòa điện tích lại, và ion đó chính là K cộng. Các thuốc khác, ví dụ như cái thuốc ức chế beta nè, rồi là digoxin, là những cái thuốc mà làm tăng kali máu, hoặc là bệnh nhân có liệt chu kỳ, là những nguyên nhân mà tăng tái phân rối loạn tái phân bố kali khi mà bệnh nhân bị các tình trạng như nhiễm toan, là thiếu insulin, hay là bị uống thuốc, là cái bệnh lý liệt chu kỳ. Còn tình trạng tăng kali máu giảm bài tiết là gặp bệnh nhân có suy thận nha, đặc biệt là suy thận giai đoạn cuối, bệnh nhân mất đi khả năng giải thải bỏ kali qua đường niệu, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng tăng kali máu, hoặc là giảm hoạt động của hệ anosterol, ví dụ bệnh nhân có suy thận thận nha, hoặc là bệnh nhân có tình trạng to quá ống thận và sử dụng các loại thuốc, ví dụ như thuốc kháng steroid, thuốc lợi tiểu, thuốc chế biến chuyển, hay là thuốc ức chế thụ thể, chạy cụ thể, thì chúng ta sẽ có những cái thuốc này có thể gây tình trạng bệnh nhân bị tăng kali máu. Tăng kali máu chúng ta sẽ gặp những tình huống tăng kali máu giả, ví dụ chúng ta lấy máu ra xét nghiệm mà ống xét nghiệm bị tán huyết, hay rút máu vào mình bị tán huyết, thì khi đó có thể tăng kali máu giả này ha. Tại vì khi mà tán huyết thì việc giải phóng kali ra ngoài bào, từ trong tế bào hồng cầu đi ra ngoài, làm cho bệnh nhân bị tăng kali máu giả. Hoặc là bệnh nhân garo tĩnh mạch quá lâu,
làm cho ly giải cơ này, là bệnh nhân có tăng tiểu cầu, tăng mạch cầu cũng dẫn đến tình trạng tăng kali máu giả. Về biểu hiện lâm sàng của tăng kali máu thì nó phụ thuộc vào cái tình trạng tăng kali máu này á, là tăng cách nhanh chóng hay là tăng từ từ, mà khi và còn phụ thuộc vào cái lượng tăng này, mức độ tăng này nhiều hết nữa. Thì những biểu hiện nhẹ nhẹ có thể là những dấu hiệu thần kinh cơ, ví dụ những cái yếu cơ này, mất phản xạ này, liệt này, giảm thông khí, rồi triệu chứng tiêu hóa, ví dụ bệnh nhân có thể là buồn nôn, nôn, đau quặn bụng, và nặng nhất mình sợ là bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim. Ở đây là mình hay gặp rối loạn nhịp thất là nhiều mà ha, mà có khả năng gây rung thất tử vong ở bệnh nhân. Thì khi mà bệnh nhân nghi ngờ tăng kali máu á, là mình xét nghiệm có tăng kali máu á, thì mình thường cho bệnh nhân làm một cái điện tim để mình coi có tình trạng tăng kali máu này nó có ảnh hưởng đến tim bệnh nhân chưa. Thì một số cái biểu hiện của bệnh nhân tăng kali máu biểu hiện trên điện tim, ví dụ như bệnh nhân có những mức độ thấp, nhỏ hay thấp thôi, tăng mức độ nhẹ thôi, thì mình sẽ có là từ 5,5 đến 6,5, bệnh nhân có cái hình ảnh là sống tê nhọn đối xứng, hoặc là bệnh nhân sẽ có sống tê cao vừa nhọn vừa đối xứng luôn ha. Thì cái này mình hay nhầm với lại bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, trong cái sống tê bất thường có thiếu máu cơ tim, mình sẽ có những cái sống tê mà cao nhọn đối xứng cũng là một dấu hiệu của thiếu máu cơ tim. Tiếp đến mức độ tăng nhiều hơn từ 6,5 tới 7,5 thì bệnh nhân có cái dấu hiệu là bệnh nhân bị mất sóng B, hoặc là khoảng B giờ BR kéo dài ra ha. BR kéo dài ra thì mình biết BR kéo dài thì tương đương với lại block AV rồi. Em mình sẽ có block AV, bệnh nhân có tình trạng mất sóng B. Rồi. Nặng hơn từ 7,5 đến 8,5 thì bệnh nhân có giãn bộ QRS, hay tức là QRS nó rộng ra, và cuối cùng đây thì không phải là QRS rộng ra được. Và cuối cùng là mình sợ nhất đó là rung nhĩ, rung sở rung thất ha. Khi mà nồng độ kali máu quá cao thì khi đã giãn động tạo thành những cái dạng hình xin gọi là rung thất. Này mình xem một cái điện tâm đồ của bệnh nhân bị tăng kali máu đây, để cái diễn đạo mình thấy là cái sóng T nó cao nhọn, đây cũng là cao nhọn và đối xứng với nhau hết. Còn đây là khi mà kali máu tăng lên thêm á, cao lên đó thì có khả năng là làm giãn phức bộ QRS. Thì mình thấy QRS đã giãn hết trơn rồi. Và hậu quả nếu chúng ta không kịp thời cứu chữa thì tình trạng tăng kali máu này có thể gây tình trạng rung thất ở bệnh nhân, rung thất và xoắn đỉnh. Điều trị tăng kali máu thì nếu như mà tăng kali máu này mình khi mà tăng đó, thì chúng ta phải xét làm cái điện tim coi nó ảnh hưởng đến tim hay chưa. Nếu như chưa ảnh hưởng tới tim á thì mình xác định dần dần coi là tăng kali máu này phải đúng là thật sự hay không, hay là tăng kali máu giả. Rồi. Đương nhiên là tăng kali máu thì cái việc tiếp theo chúng ta phải làm là sẽ ngừng cung cấp kali cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mà tăng kali máu quá cao, sau đó tăng kali máu mà mức độ nhẹ thôi đó, thì chúng ta điều trị nguyên nhân là được rồi. Còn nếu như mà bắt đầu tăng có triệu chứng rồi á thì chúng ta bắt buộc phải điều trị hạ kali máu. Thì mình sẽ có những cái phương pháp hạ kali máu là bằng cách là sử dụng đối kháng trực tiếp trên màng tế bào, tức là mình đối kháng tác dụng của ion kali trên màng tế bào, và mình sử dụng cái đối kháng này là ion canxi, và chúng ta sẽ làm cái phương pháp là sử dụng chất để chuyển kali từ ống dịch ngoại bào vào trong nội bào, tức là chúng ta làm sao mà đẩy kali đang rất là cao trong dịch ngoại bào á thì vào trong tế bào, bởi vì tế bào trong nội bào nó sẽ có chứa rất là nhiều kali, thành ra nó quen với tình trạng nồng độ kali cao rồi. Và cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta đã làm giảm nồng độ kali máu xuống được rồi trong thời điểm đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục lấy kali ra khỏi cơ thể, bởi vì nó có khả năng là nó chỉ đối kháng thôi, đối kháng trên màng tế bào thì nó vẫn còn ở đó, nó chỉ bị cạnh tranh cái vị trí thôi. Còn nếu như mình sử dụng các phương pháp chuyển vào trong nội bào đó, thì tới rồi nó cũng mới chuyển ngược ra thôi. Nha, từ đây quan trọng nhất
vẫn là lấy kali ra khỏi cơ thể bằng một số cách. Tương ứng với mình là ba cái phương pháp điều trị trên đó, thì chúng ta có những cái biện pháp điều trị cụ thể như sau. Dù như đối kháng trên mạng tế bào thì mình sử dụng kali, xin lỗi, ion canxi, thì thời gian bắt đầu tác dụng của nó từ 15 tới 30 phút. Xin lỗi, thời gian mà bắt đầu tác dụng là nó nhanh và kéo dài được khoảng 30 phút, khoảng 15 phút chích vào là đã có tác dụng rồi, kéo dài tới khoảng 30 phút. Thì mình có hai dạng canxi là canxi chlorid và canxi gluconat. Thì chúng ta có hai cái dẫn xuất này thì chúng ta có thể tiêm vào bệnh nhân được để mà chúng ta cạnh tranh với ion kali trên màng tế bào. Nếu bệnh nhân có ngộ độc dioxin thì chúng ta thay vì chúng ta sử dụng canxi, chúng ta sử dụng magie các bạn nha. Thì giữa canxi gluconat và canxi chloric thì canxi chloric nó mạnh hơn, cái tác dụng đối kháng nó mạnh hơn. Thì cái ống của nó là 10 ml, hai này đều là ống 10 ml, 10 mg hết. Thì người ta sợ nhất của hai cái này khi mà sử dụng là nó bị biến chứng là viêm tĩnh mạch hoặc là bị tắc tĩnh mạch ha. Mình thấy chích kali rất là đau tại vì nó kích thích cái nội mạch rất là dữ. Thì sau khi chúng ta tiêm vào, chúng ta sẽ theo dõi điện tim bệnh nhân để coi có dạng cái tình trạng điện tim bệnh nhân có cải thiện hay không. Ví dụ bệnh nhân có PDS giãn rộng thì nó coi nó có thu hẹp lại chưa, rồi là bệnh nhân có các cái loạn nhịp thất thì coi cái nó ổn định như chưa. Nếu như sau 5 phút mà vẫn chưa ổn định lại được thì mình tiêm tiếp cái liều thứ hai và kiểm tra lại cũng sau 5 phút nữa. Nếu như sau 2 lần tiêm mà nó không hiệu quả thì mình nên chuyển sang cái phương pháp khác, bởi vì sử dụng thường hai liều đầu tiên nó không hiệu quả, là liều thứ ba nó cũng không hiệu quả luôn các bạn ha. Thế nên không nên thử tới cái liều thứ ba. Phương pháp tiếp theo là người ta sẽ chích chuyển kali vào trong tế bào. Thì mình biết là nãy mình nói là insulin là cái hormone mà giúp vận chuyển gluco vào trong tế bào, và do đó nó vận chuyển đồng thời với kali vào luôn, nên làm cho nồng độ kali giảm xuống. Thì đây là một phương pháp rất là hiệu quả giúp giảm kali máu bằng cách chúng ta trị insulin cho bệnh nhân. Thì insulin đó, người ta tính là một đơn vị insulin là nó chuyển hóa cho được khoảng 5 gram đường, 5 gram gluco ra dung dịch gluco 20% á, dung dịch gluco 20% lên 500 ml, nó có khoảng 100 gram gluco thì mình pha vào là 20 đơn vị insulin. Còn nếu như cái chai mà 10% của 10% chúng ta sẽ pha vào 5 đơn vị insulin, sẽ là 10 đơn vị insulin. Nếu như bệnh nhân có đái tháo đường đường huyết cao quá thì chúng ta tăng insulin lên các bạn ha. Vì sao người ta phải pha gluco vào trong insulin? Tại người ta sợ là truyền insulin vào bệnh nhân đường huyết đang bình thường thì sẽ làm hại đường huyết bệnh nhân. Còn nếu như bệnh nhân đang có tình trạng tăng gluco máu á, thì chúng ta có thể tiêm insulin vào trong, vào thêm nữa nha. Và thường hiệu quả nó sẽ giảm được khoảng 0,5 đến 1 mmol trên lít, bắt đầu tác dụng từ 15 đến 30 phút và thời gian tác dụng khoảng 4 đến 6 giờ. Thì đây là phương pháp tạm thời để chúng ta đẩy kali vào trong tế bào, tránh những cái bất lợi của tình trạng tăng kali máu thôi. Tiếp đến là mình truyền natri bicarbonat. Thì natri bicarbonat này á, liều nó từ 2 tới 4 mmol trên phút. Và chúng ta nên sử dụng cái natri bicarbonat ưu trương 8,4%. Thì cái phương pháp này á, natri bicarbonat sẽ làm cho cái tình trạng môi trường kiềm, và mình môi trường kiềm thì sẽ đẩy kali vào trong tế bào ha. Tiếp đến là mình sử dụng thuốc ức chế kích thích beta, thuốc kích thích beta này bình thường hay sử dụng là albuterol, mình phun khí dung. Và nó có thể giảm từ 1 tới 1,5 mmol trên lít và tác dụng kéo dài là khoảng từ 10 tới 30 phút. Thì phương pháp mà sử dụng cái khí dung này là hay xài cho bệnh nhân mà có tình trạng tăng kali máu kèm theo là quá tải dịch.
hay quá tải dịch thì người ta sử dụng cái này, nó sẽ không ảnh hưởng tới tổng lượng dịch trong cơ thể. Tiếp đến là mình thải nó ra, hay phương pháp thải ra thì mình sử dụng cái loại tiểu, hay là tiểu được sử dụng để thải kali, nó là loại tiểu Y hoặc là loại tiểu thiazide. Thì trong hai loại này thì loại tiểu Y là loại tiểu hàng đầu trong điều trị tình trạng tăng kali máu, liều là 20 tới 80 mg. Khởi đầu là chúng ta sẽ phát động đầu tác dụng là từ 30 đến 60 phút sau khi tiêm và kéo dài khoảng 4 đến 6 tiếng. Thì đây là cái phương pháp mà quan trọng nhất giúp cho bệnh nhân có thể hạ kali máu nhanh và có thể là hạ kali máu ổn định. Tại vì những cái phương pháp khác, ví dụ như là phương pháp cạnh tranh luôn với lại kali trên màng tế bào, hoặc là phương pháp đẩy kali vào trong nội bào, thì đó là những phương pháp tạm thời thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta vẫn thải mình cái kali ra khỏi người bệnh nhân. Thì phương pháp sử dụng cái lợi tiểu là một cái trong một cái phương pháp mà hữu hiệu và đánh vào cơ chế giúp cho bệnh nhân có thể là ổn định kali máu trong thời gian dài. Phương pháp tiếp theo là mình sử dụng cái nhựa trao đổi ion. Thì trong cái nhựa này nó có ion natri, thì nó sẽ trao đổi với ion kali ở trên niêm mạc tế bào phụ, và nó sẽ làm đẩy cái kali này theo phân đi ra ngoài. Thì bạn nào mà ở nhà có sử dụng cầu lọc nước mà lọc bằng muối các bạn, thì mình sẽ biết rõ cái vai trò này, có tìm hiểu về cái lọc đó. Thì nó sẽ trao đổi ion, ví dụ như trong cái nước của chúng ta đi, nước sinh hoạt nhà chúng ta thì thường có ion natri và canxi và magie, là những ion làm cho nước chúng ta nó có độ cứng. Thành ra người ta sử dụng cái cột lọc mà có muối, ví dụ như muối natri á, thì cái natri này nó sẽ thay thế với ion canxi và ion magie, trao đổi ion và nó bám lại trong cái cột lọc nha, và nó sẽ thải ra ngoài. Còn cái nước của chúng ta nó sẽ được hấp thu bớt canxi, làm giảm độ cứng xuống. Thì hiệu quả của cái này á, nó giảm được 0,5 tới 1 mmol trên lít, và hiệu quả là sau 1 tới 2 giờ và kéo dài khoảng 4 tới 6 giờ. Thì thường cái dung dịch này, cái thuốc này chúng ta phải pha chung chung với lại cái sorbitol là thuốc dựng tràng, hoặc là lactulose, Dulac các bạn, để mà cho bệnh nhân đi tiêu ra nhanh hơn. Thì khi những phương pháp điều trị nãy giờ anh nói là điều trị nội khoa đó, mà nó không có giải quyết được tình trạng tăng kali máu, thì bệnh nhân sẽ bắt buộc phải lọc máu. Lọc máu là phương pháp hữu hiệu nhất và chúng ta kiểm soát dễ dàng cái nồng độ kali máu. Thì phương pháp lọc máu này, mình thấy chỉ định của lọc máu là khi mà những cái phương pháp điều trị nội khoa khác không hiệu quả, chẳng hạn như sử dụng canxi nè, sử dụng insulin nè, bệnh nhân sử dụng cái nhựa trao đổi ion nè, rồi bệnh nhân sử dụng kích thích beta nè, rồi những cái phương pháp đó hết đều không có tác dụng, thì mình sử dụng tới phương pháp là lọc máu. Thì lọc máu á, trong 1 giờ đầu nó sẽ lấy làm cho kali máu nó giảm xuống khoảng 1 mmol trên lít. Còn những giờ sau á, thì 2 giờ nó mỗi giờ nó giảm được khoảng 0,5 mmol trên lít, thì mình thấy là giảm rất là nhanh các bạn ha. Và cơ chế của nó là lấy ion kali ra khỏi cơ thể của cái người còn lọc máu luôn. Ra bệnh nhân sẽ có thể là ổn định cái kali máu lâu dài. Tìm hiểu tiếp tới hạ kali máu, thì hạ kali máu là khi mà kali máu dưới 3,5, mức độ nhẹ là từ 3 tới 3,5, trung bình là 2,5 tới 3 và nặng là dưới 2,5. Thì nguyên nhân thì một là do mất kali, hai là di chuyển vào trong nội bào. Di chuyển vào trong nội bào, ví dụ mình sử dụng kích thích beta nè, nãy mình nói là sử dụng kích thích beta là một trong những phương pháp là điều trị hạ tăng kali máu, thì chính nó là phương pháp làm hạ kali máu nè, nguyên nhân làm hạ kali máu này ha, insulin glucose nè, bệnh nhân có hạ thân nhiệt nè, có kiềm chuyển hóa nè, là liệt chu kỳ. Thì nhiều khi mình sử dụng cái thuốc kích thích beta này á, mình cũng để ý tới cái chuyện là hạ kali máu của bệnh nhân ha. Nhiều bệnh nhân mà sử dụng thuốc kích thích beta kéo dài, ví dụ bệnh nhân bị hen suyễn là CBD á, thì mình có thể bệnh nhân sẽ bị hạ kali máu. Có nhiều người vào á, người ta sử dụng thuốc này lâu ngày, người ta than người ta bị táo bón, người ta bị táo bón là do cái tình trạng hạ kali máu đó các bạn ha.
Rồi khi mà hạ kali máu thì sẽ làm giảm nhu động ruột và cuối cùng là bệnh nhân sẽ bị táo bón. Nên chúng ta để ý những cái vấn đề nhỏ nhỏ này. Nguyên nhân hạ kali máu là do bệnh nhân mất nước, mất kali qua máu hoặc là tại thận hoặc là ở ngoài thận, mất ở thận ví dụ sử dụng lại tiểu nè, là tình trạng hạ magie máu nè, rồi bệnh nhân bị kiềm chuyển hóa, là bệnh nhân mất ở ngoài thận ví dụ như bệnh nhân tiêu chảy nè, bệnh nhân bị mất dịch ruột nè, và bệnh nhân có tình trạng cường aldosterone. Lâm sàng của tình trạng hạ kali máu thường là ít khi biểu hiện cho đến khi mà kali nó giảm dưới 3 mmol trên lít, và tình trạng giảm này càng nhanh và cái nồng độ giảm càng nhanh đó, và tình trạng này xuất hiện càng nhanh càng cấp tính đó, thì cái triệu chứng nó sẽ càng rõ hơn. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân hạ kali máu thì thường bệnh nhân có yếu cơ nè, trục rút nè, liệt, táo bón. Và khi mà kali mà dưới 2 mmol trên lít thì có khả năng gây biến chứng là lý giải cơ hoặc là bệnh nhân sẽ có tình trạng liệt xảy ra. Về tim mạch thì nếu như bệnh nhân hạ kali máu thì biểu hiện đầu tiên trên ECG thì mình sẽ có tình trạng là tê giẹt hay là tê đảo ngược, giống giống như tình trạng thiếu máu cơ tim vậy đó ha. Rồi ST trên xuống, sóng U cao trên 1 mm, mình biết sóng U là vẫn có thể xuất hiện, và khi mà sóng U cao trên 1 mm thì có khả năng là bệnh nhân bị hạ kali máu. Điểm tim của bệnh nhân nặng hơn thì có thể là có tình trạng là điện thế thấp, tức là QRS thấp, BR kéo dài, là QRS giãn rộng, QT dài. Rối loạn nhịp thì thường hay xảy ra khi mà có tình trạng hạ magie máu, máu kèm theo, hoặc là có cái yếu tố thúc đẩy như thiếu máu cơ tim, hoặc là bệnh nhân có ngộ độc dioxin. Đây là những cái sóng U ở trong bệnh nhân hạ kali máu. Đây là một tình huống bệnh nhân hạ kali máu, có kali máu 2.0 thì thấy xuất hiện sóng U to. Rồi điều trị chúng ta quan trọng nhất là chúng ta bù thôi, cái thả kali máu ta bù thôi, và chúng ta kiểm soát luôn cả magie. Một trường hợp bệnh nhân bù kali máu thì nên được xét nghiệm magie kèm theo luôn, bởi vì nếu như mà mình bù kali mà magie không đủ thì vẫn tình trạng hạ kali máu nó vẫn tiếp diễn. Và chúng ta ước định lượng cái lượng kali thiếu như mình đã nói nãy rồi ha, nếu như mà mất đi một kali, mất đi một mol milimol trên lít thì mất khoảng từ 200 tới 400 mét trong toàn cơ thể, thì mình sẽ bù vào cái lượng tương đương như vậy ha. Nếu như điện tim mà không có sự thay đổi biến đổi nguy hiểm điện tim, ví dụ như không có BR kéo dài hay là QT dài, QRS giãn rộng, thì chúng ta có thể bù dần dần bằng đường uống. Còn nếu như bạn có biến đổi điện tim thì chúng ta nên bù bằng đường truyền dịch. Bù bằng đường tĩnh mạch thì chúng ta lưu ý là không nên bù quá nhanh. Tốc độ bù là dưới 20 mét trên giờ, tức là tổng lượng kali vào trong người bệnh nhân là không quá 20 mét trên giờ. Trừ khi là bệnh nhân có loạn nhịp thất thì có thể cho lên khoảng là 40 mét, mấy 40 mmol trên giờ nha. Một cái điều chúng ta cần phải lưu ý nữa là nồng độ kali trong dịch truyền, thì khi mà một kali quá cao thì có thể kích ứng mạch ở bệnh nhân mà sử dụng đường các đường truyền tĩnh mạch ngoại biên á. Đây người ta chỉ cho là bệnh nhân truyền tĩnh mạch ngoại biên nồng độ tối đa là lên 400 mét trên lít thôi, còn nếu mà đường tĩnh mạch trung tâm thì có thể lên 100 mét trên lít. Mình biết là các chế phẩm kali clo á, mình có những ống là 10% nè, 10% 10 ml, 100 15 ml, thì 10% 10 ml thì nó sẽ tương đương với lại mình tính ra đó thì sẽ có khoảng 10 mét kali, còn dung dịch 10% 15 ml thì sẽ có khoảng 20 mét kali. Mình pha vào trong cho dịch truyền á, ví dụ là 10 ống 20 mét, tức là ống kali 10% 15 ml á, thì chúng ta pha vào 500 ml dung dịch nước muối sinh lý nha. Cái này S là nọc von Salin, là nước muối sinh lý á, thì chúng ta sẽ có nồng độ kali là 20 chia cho 0.5 là 40 mét, còn 10 mét kali mà pha trong 100 ml dung dịch nước muối là khoảng dung dịch là tối đa là lên khoảng là 100 mét trên lít. Thì mình biết là tối đa là ở kali là bù tĩnh mạch ngoại biên là khoảng
mẫu tối đa của dung dịch là 40 ml, tức là ví dụ chúng ta có chai 500 ml là chúng ta pha tối đa là 15 ml thôi, tức là chúng ta pha khoảng 1 ống rưỡi ha. Còn ví dụ chúng ta mà pha 1 ống vào trong một cái chai nước muối 100 ml á, thì chúng ta sẽ có dung dịch là 100 ml mà chúng ta bắt buộc phải bù qua đường tĩnh mạch trung tâm à. Lưu ý ha, thì này mình thường có hai hai dạng thôi, bù ngoại biên, bù trung tâm. Thì bù ngoại biên thì mình nên sử dụng cái chai 500 để mình pha cái kali ra để cho nó loãng ra, thì mình sử dụng cái chai 20 ml là khoảng là 15 ml bằng kali cho 10%. Còn 10 ml là vào khoảng nó chưa tới 1 ống đó, cũng mình cho 1 ống luôn cũng được. Và một chai chai 100 ml thì chúng ta sẽ có dung dịch kali 100 ml, thì chúng ta bù đường tĩnh mạch trung tâm. Uống thì mình sẽ có kali clorid, là kali, thường là kali clorid các bạn ha. Mình sẽ có ví dụ như cái biệt dược, ví dụ như canium 0,6 hoặc 0,5 gam. Dung dịch uống thì chúng ta có thể dung dịch kali 3%, cũng có dung dịch uống. Nhưng mà bạn lưu ý là dung dịch kali đường uống nó sẽ kích thích dạ dày bệnh nhân rất là nhiều. Thành ra nếu như bệnh nhân có khó chịu về đường tiêu hóa thì mình lưu ý là mình đừng có cho bệnh nhân sử dụng đường uống. Rồi mình bổ sung thêm một số thức ăn mà giàu kali cho bệnh nhân. Thì mình đã biết số ăn giàu kali rồi. Thì trong khẩu phần bệnh nhân ăn thì nên có tình bổ sung thêm các cái thức ăn này. Đó thì là một số vấn đề liên quan tới rối loạn nước cũng như đi ông natri kali. Dạ. Em muốn hỏi là cái thời gian mà để ECG nó đáp ứng khi mà mình đã xử trí hạ hay là tăng kali máu anh, thì nó có đáp ứng liền hay không, hay khoảng chờ đợi khoảng bao lâu mình mới kiểm tra lại được ạ? Thường là Đó. cảm ơn câu hỏi của bạn. Thường sau khi mà chúng ta đó điều trị tăng kali máu mà nó giảm xuống rồi đó, thì nó sẽ đáp ứng liền, khoảng 3 tới 5 phút sau là điện tim nó sẽ thay đổi ngay. À, thành ra khi mà chúng ta điều trị tăng kali máu ấy, mà để mà theo dõi thì thường là một chúng ta bắt điện tim, bắt monitor, còn hai là chúng ta thực hiện đo cái điện tim tại giường luôn. Và sau khi thời gian mà chúng ta xử trí thì khoảng 3 tới 5 phút sau chúng ta kiểm tra luôn ha. Ví dụ như kali á, có canxi á là nhanh nhất. Chúng ta chích xong cái chúng ta khoảng 5 phút sau chúng ta kiểm tra lại. Còn các cái loại còn lại á, thì chúng ta coi trực tiếp, ví dụ như là insulin hay là những cái phương pháp khác á, thì thường khoảng 15 phút mới đầu có tác dụng. Thì thường 15 phút sau bắt đầu có tác dụng thì mình canh khoảng 20 phút sau khi bắt đầu truyền á, thì chúng ta sẽ đo điện tim lại cho bệnh nhân để coi có đáp ứng hay không. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Đây các bạn ha, tùy tùy ha, tùy cái phương pháp bạn bạn coi cái chỗ mà thời điểm mà tác dụng của nó đó. Dạ anh ơi, khi nào mà mình suy nghĩ đến cái việc mà hạ kali là khi mà nào mà mình suy nghĩ đến cái trường hợp mà mình phải tầm soát ở cái nồng độ magie anh, tại vì em đi lâm sàng thì em không có thấy magie kiểu người ta làm nhiều anh. Rồi, cảm ơn Hiếu nha. Rồi, tầm soát hạ magie khi nào? Tầm soát hạ magie khi mà chúng ta thứ nhất á, trên lâm sàng á, nếu như một bệnh nhân mà không có nghi ngờ hạ magie máu, ví dụ bệnh nhân cái trường hợp hay gặp, nói trường hợp hay gặp nhất đi, là bệnh nhân bù kali hoài, nên mình thấy là mình bù người ta nói là mất 1 mmol được vào khoảng 200 tới 400 mét, mà mình bù lượng rất là nhiều rồi mà bệnh nhân vẫn kali máu vẫn còn thấp, thì mình bắt buộc phải xét nghiệm magie. Tại vì có thời điểm đó, có thời điểm là bệnh nhân hạ kali kèm theo hạ magie máu luôn, thì cho dù chúng ta bù kali nhiều tới mức độ nào đi nữa mà magie máu nó thấp thì nó vẫn không có giữ kali lại được, mà bệnh nhân vẫn có tình trạng kali hạ kali máu kéo dài. Còn một tình huống nữa là chúng ta xét nghiệm từ đầu luôn, ví dụ như bệnh nhân không có cái yếu tố nào đó bị hạ kali máu rõ ràng ha. Ví dụ như chúng ta thấy bệnh nhân đang sử dụng lợi tiểu, à bệnh nhân này có cái nguyên nhân hạ kali máu rồi, hoặc là bệnh nhân có một cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta thấy tầm soát được là hạ kali máu á, thì chúng ta điều trị hạ kali máu trước cũng như là điều trị nguyên nhân đó trước. À, còn nếu như mà chúng ta không, ban đầu chúng ta không suy nghĩ thấy được nguyên nhân nào gây hạ kali máu hết, thì khi đó chúng ta nên tầm soát magie, bởi vì cái chuyện hạ kali máu
có thể xuất phát từ nguyên nhân là hạ magie máu. Hiện tại Hiếu đang đi Bến Tre hay là đi đi Tiền Giang vậy? Yeah, em đi Bến Tre. Tre hả? Ở Bến Tre có xét nghiệm magie máu không Hiếu? Dạ, đó giờ thì em chưa thấy anh. Có thể là trong chỗ xét nghiệm người ta không có xét nghiệm magie á, chứ không phải là nhiều khi không phải là tao muốn xét nghiệm đâu, mà nhiều khi không có phòng xét nghiệm cũng có. Ví dụ các bạn thấy là nhiều khi bệnh nhân hạ natri máu á, bắt buộc khi mà hạ natri máu bệnh nhân là bắt buộc phải xét nghiệm đầy đủ áp suất thẩm thấu nước tiểu nè, ion đồ nước tiểu nè, áp suất thẩm thấu máu nha, là bắt buộc ba xét nghiệm phải có. Nhưng mà đa số các bệnh viện là không có làm áp suất thẩm thấu đâu, rồi natri cái ion đồ niệu hoặc là thì nhiều khi còn cũng không có luôn nha. Ví dụ như bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh là không có ion đồ niệu nè. Thành ra có nhiều khi là không phải là người ta không nghĩ tới để làm, mà cái phòng xét nghiệm không có. Qua bài này á thì hạ natri và tăng natri máu á, mình có thời gian để mà mình suy nghĩ. Dù lỡ như các bạn mà quên đi nữa thì các bạn có thời gian để các bạn lật bài đó, các bạn làm từ từ xem phác đồ lại. Nhưng mà với kali máu thì có thể nó diễn tiến rất là nhanh, là mình cần phải biết cách để điều trị tăng kali máu. Dù giảm kali máu thì dễ rồi, mình truyền cho bệnh nhân thôi nha, mình truyền cho bệnh nhân. Còn tăng kali máu thì mình phải nhớ nó là điều trị cứu mạng bệnh nhân á, ta mình nhớ hết những cái phương pháp này. Chẳng hạn như bệnh nhân tăng kali máu thì mình thấy nhanh nhất là mình chích canxi cho người ta để ổn định cạnh tranh, để mà ổn định cạnh tranh kali trên màng tế bào, để mà ổn định tế bào tim trước một cái nha. Mình chích canxi cho rồi mình lựa chọn cái phương pháp tiếp theo. Thì cái phương pháp tiếp theo mà cần phải tính tới là bệnh nhân phải sử dụng tiểu để lấy ra nha, và tiểu lấy ra. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải nhớ để mà nhiều khi đó là cứu mạng bệnh nhân, mà cũng cứu mạng chúng ta trong lúc mà chúng ta điều trị. Mình chưa nhớ hết các phương pháp thì mình cũng phải nhớ một số cái phương pháp chủ đạo. Dù canxi là cái đầu tiên, rồi tiếp đến là lợi tiểu. Nếu như có thời gian nhiều hơn thì chúng ta có thể pha insulin với gluco để truyền. Sau hoặc là những cái phương pháp ví dụ như là dựa đề xin trao đổi ion, hoặc là cái phương pháp khác thì thường nó mất thời gian để mình lấy ra hơn. Ví dụ như cái phương pháp sử dụng cái phương pháp sử dụng nhựa trao đổi ion thì nó thời gian tác dụng là sau tới 1 tới 2 giờ là đã. Dù bệnh nhân vào có rối loạn biến đổi trên điện văn đồ rồi thì phương pháp này nó không phải là phương pháp ưu tiên nha.